Tập 2. Lão Du, hai đứa nhỏ nó ngại, người lớn tụi mình bớt xen vào. Biết rồi. Đưa tôi ổ cứng. Ổ cứng? Ổ cứng gì? Cậu có đưa không? Tôi ăn no rồi. Phong Minh, tôi đi đâu vậy? Chú Trình đừng giận, cháu đuổi theo rồi cậu ta về. Cái tên này kêu tiết đã dỗi rồi. Anh xem, chưa hiểu sao? Bọn nó không có cơ hội đâu. Cậu no chưa? Cay quá phải không? Tôi thấy cậu chả ăn mấy, cần có thời gian để làm quen. Hay đi ăn món khác nhé. Đủ rồi, đừng ăn nữa. Được, đợi đã. Alo, Tiểu Manh, cô nói đi. Được. Được. Công ty có gì cả? Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi. Đi đi, vừa hay tôi có thể đi vào một mình lát. Vậy Lạc tổng có muốn về chung không? Tôi không muốn tăng ca vào ngày đầu tiên đâu. Được. Thế Lạc đại thiếu gia tự dạo đi nhé. Lát tôi qua đón cậu. Đi đi. Nào, ăn nhiều vào. Em cũng ăn đi. Chủ tử, cậu có thôi không vậy? Bỏ ra. Trình Phong Minh, cậu có cần như vậy với tôi không? Tôi không nên như vậy sao? Ổ cứng đưa cậu này. Nhưng ổ cứng hư rồi. Ở Singapore tôi cũng không sửa được. Không sao, tôi sẽ sửa lại. Trình Phong Minh, kể từ khi Tinh Tinh mất, thì cậu suốt ngày chuốc say mình. Đó là trốn tránh hiện thực, cậu biết không? Ngày nào cũng như thế. Một mình chú Trình phải mệt cỡ nào, cậu có nghĩ tới không? Cậu có tới tiệm giúp chú ấy lần nào không? Cậu suốt ngày chán chường, thì có xứng đáng với Tinh Tinh đã mất không? Tinh Tinh không muốn nhìn thấy nhất là bộ dạng người không ra người, ma không ra ma như cậu. Liên quan gì cậu? Cậu thì xứng đáng với Tinh Tinh phải không? Trình Phong Minh, gì mà tôi không xứng đáng với Tinh Tinh? Ý cậu là sao? Ý tôi là sao? Cậu không xứng. Thế nào là tôi không xứng? Cậu làm gì đó? Bỏ tay ra. Vòng tay đâu? Nó mất rồi. Đó chẳng phải ký ức của cậu về Tinh Tinh sao? Đó không phải tất cả của cậu sao? Kết quả thì sao? Cậu tháo cả vòng tay của Tinh Tinh.
Cậu không nói, cậu đừng tưởng tôi không thấy. Phong Minh, không như cậu nghĩ đâu, tôi không biết nó mất lúc nào. Cậu đừng giở dịch nữa. Đâu rồi? Lấy anh nhé. Được không? Lấy anh ấy đi. Lấy anh ấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Sao cảnh đẹp trai, anh có thể chụp giúp chúng tôi tấm ảnh không? Cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì. Người đó đẹp trai quá. Cậu đang khóc sao? Chắc chắn cậu đang trách mình đúng không? Đều do mình ngốc quá. Vòng tay có thể không tìm được nữa rồi. Xin lỗi Tinh Tinh. Chủ tử, đây là vòng tay độc nhất mình tết cho Tinh Tinh. Thế nào? Ghen không? Mình làm đó. Xíu tiếu. Tinh Tinh, đồ ngốc, đừng khóc nữa. Bây giờ cậu mới tới. Là anh. Là tôi. Sao lại là anh? Dù Tiếu Tiếu, em làm gì đó? Anh đang mơ diễn vai hoàng đế mà. Tam cung lục diện 72 phi tần bị em phá hết rồi. Em phá gì anh? Anh quên chuyện hứa với em hôm nay rồi phải không? Có chuyện gì sướng hơn vì anh đi ngủ sao? Mà đi làm đi, đừng làm gì anh ngủ. Vui, anh đáng tin tiếp được không? Dậy cho em. Đau đau. Anh là diễn viên, anh phải ngủ dưỡng nghe. Anh kiếm cơm bằng mặt anh không biết à? Anh mau lên.
Anh đi đây với em. Anh không đi nữa là em muộn làm mất. Mau lên. Nhẹ thôi. Đau. Đau. Mau lên. Đó là ngôi nhà cũ. Tôi đã tra vị trí. Chắc ở gần đây. Biết rồi. Để tôi tự tìm. Cậu không cần tôi đi chung thật à? Không cần đâu. Mau về công ty đi. Nơi đó cần cậu hơn tôi. Được. Vậy cậu cẩn thận nhé. Bất ngờ không? Tớ sửa nước cho cậu. Trình Phong Minh, thay đổi gì đấy hả? Trình Phong Minh, cậu gây tôi với sắc đẹp của tôi phải không? Anh đi sửa nước đi. Em đi nói chuyện với cậu ta. Tối ngày chỗ cái mặt ra. Cậu ta muốn làm gì hả? Anh, em lên lớp cậu ta cho anh đi. Anh đã bảo không tới mà em kép mãi. Cậu làm gì? Cậu làm gì đấy? Chúng ta đã thề với nhau rồi. Bạn bè, không có thù hằn nào để qua đêm. Dù có cãi thì hôm sau cũng phải làm lành. Tôi tới thực hiện lời hứa. Tẻ nhạt. Được rồi. Cậu có thôi đi không? Được rồi. Ra phòng khách. Tôi mua mì cho cậu rồi. Tiệm ngay cổng trường cấp 3 ấy. Nào. Nhìn thằng nhóc đó là bực. Em hành anh em tối ngày thôi. Trình công tử, cậu đừng giận nữa. Để thêm là mì nguội đó. Anh, em đi làm trước nhé. Bà ơi, bà biết chỗ này không ạ? Cậu nói gì? Chỗ này, cháu muốn tìm nó. Làm gì vậy? Không có gì. Cảm ơn bà. Cậu đẹp trai, đừng khách sáo. Có ai không? Có ai nhà không? Chờ sửa ống nước mà cậu bội mới tới. Tôi khiếu nại các người đấy nhé.
Cậu là ai? Chào anh. Căn nhà này rất đặc biệt. Anh sống ở đây sao? Cậu thuê nhà phải không? Vậy cậu tìm đúng người rồi. Tôi không sống ở đây, tôi là chủ nhà này. Hôm nay đúng lúc rảnh nên ghé thăm nhà. Nào nào nào, mời vào. Ở ngoài nóng lắm. Nhà tôi đông ấm hè mát, không bị ruồi mũi. Chú em, nào, tôi đưa cậu đi xem bên trong. Nào nào nào, đi. Tôi vừa từ gian phòng viên tổng ra. Anh ấy hỏi cô đi đâu rồi. Cô mau lên đi. Cảm ơn anh đã nói cho tôi. Nó thực sự rất quan trọng với tôi. Nên giữa chúng ta không phải dấu chấm hết phải không? Ribbon. Ribbon. Tái sinh. Tên mặt đu đủ này lạ lùng thật. Nào 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 nào, đỉnh nhất là phòng này. Cậu nhìn kết cấu xem. Để tôi dọn chút. Sao nào? Tuyệt nhất là cửa sổ. Cửa sổ tuy không to như kiểu sách đất, nhưng mà cảnh ngoài cửa sổ đẹp thật sự. Khung cảnh đại diện cho gì? Khung cảnh đại diện cho phẩm chất. Người như nào thì chú trọng phẩm chất nhất? Người có văn hóa như cậu. Chúc sinh nhật vui vẻ. Nơi này còn ai ở không? Tôi thuê chỗ này. Anh ra giá đi. Vậy được, tôi tính cho cậu. Anh chủ, anh xem thử sửa được ổ cứng này không? Tôi đã đến mấy tiệm, họ đều nói mẫu này cũ quá, với lại bị hư hại kết cấu bên trong, nên tôi đem qua anh xem thử. Anh coi có thể giúp tôi không? Nếu bị hư hại kết cấu bên trong, có thể là không phục hồi được. Cơ mà anh cũng đừng lo, cứ để đây đi. Tôi nghĩ cách giúp anh. Được sao? Vậy làm phiền anh nhé. Cảm ơn. Đã trễ 20 phút rồi. Sao Tiếu Tiếu còn chưa tới nữa? Chào buổi sáng. Chào. 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 Còn sáng gì nữa? Bản kế hoạch viết hay lắm. Cảm ơn giám đốc Lý đã khen. Chào giám đốc Lý. Mau lên. Chuyện gì đấy? Tới muộn vậy. Đừng nói nữa. Do nước nhà tôi hỏng, sáng nay tôi kêu anh đi sửa. May mà giám đốc Thẩm đi bằng việc với viên tổng, không rảnh để ý chúng ta. Chuyện gì thế? Sao cảm giác nghiêm trọng vậy? Chắc là chuyện Facing Week quốc tế đợt này. Viên tổng, dự án này rất quan trọng với Rick. Chúng tôi nhất định điều tra rõ ràng. Hay là chúng ta hợp trước? Được. Mọi người chuẩn bị đi, họp ở tầng 1. Được được. Mau mau.
Đã lâu không gặp chị Gia Hân. Đã lâu không gặp A Thủy. Đi đường vất vả rồi. Đi thôi, đi thôi. Dứt sâu mở màn lần này, nội bộ công ty sẽ dùng hình thức cạnh tranh bản thảo tự do để chọn 3 nhà thiết kế trẻ xuất sắc thay mặt cho Rick tham gia sâu mở màn lần này. Vậy sau cùng, chúng ta hãy cùng xem tài liệu về Bori, đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Lần tranh xuất này, phe cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là tập đoàn Rick. Tập đoàn Rick là công ty thiết kế có năng lực tổng hợp cực kỳ mạnh. Mong là mọi người đừng chủ quan, hãy thể hiện thực lực mạnh nhất của mình, đánh thắng trận này cho chúng ta. Xin lỗi, đây là COO mới nhậm chức của công ty chúng ta, Lạc Gia Hằng, Lạc Tổng. Mọi người chào đón. Anh nghĩ nhóc đó có quan hệ gì với đối tổng vậy? Chịu. Sao cơ? Tên mặt đu đủ mà cô nói tới Trùng Khánh rồi à? Ừ, tên mặt đu đủ đó tên là Lạc Gia Hằng. Trông thế nào? Cho tôi xem với. Sao mà hóng hớt dữ vậy? Tôi đâu có ảnh anh ta. Người chắc có mà. Cô mang cho tôi xem với. Quỳ cô luôn. Nó đẹp trai lắm chứ đùa. Du Tiếu Tiếu, mắt nhìn của cô được đó. Liên quan gì đến mắt nhìn của tôi? Tôi bấm tay tính duyên phận của hai người, chắc chắn là không vừa. Anh ta trông hăm hăm, vừa hay đầu óc cô cũng chập chập. Hay ghép một đôi thử xem, đầu cô mới bị chập. Nói nhảm gì đó. Giả lại, nhỏ mặt đu đủ có bạn gái thì sao? Cảm ơn anh nhé đu đủ. Gia Hằng, đi đường cẩn thận. Bye bye. Bye bye. Lên xe đi. Không phải chứ. Cô quả nhiên là kẻ quỷ dị tình yêu, khắc tinh của duyên phận. Vậy cô định cảm ơn người ta thế nào? Anh ta tìm lại dòng tay giúp cô đó. Mời anh ta ăn lẩu, sẵn tiện ủng hộ chú Trình luôn. Chí Dương, anh chuyển gì thế? Nhà tài trợ số lần này tặng đấy, bảo là đủ uống một năm. Nào, cảm ơn. Khách sáo rồi. Làm sao vậy? Không phải cô thích nước khoáng này nhất sao? Không, không có gì. Lâm Di, trưa nay tôi không đi ăn với cô nhé. Tôi còn có việc phải ra ngoài. Tiếu Tiếu, Du Tiếu Tiếu. Giám đốc Thẩm, vào đi. Giám đốc, đây là danh sách thăng chức lần này. Tổng giám đốc bảo chị xem. Được, vất vả rồi.
vào. Tôi tìm giám đốc Lục thăm. Xin lỗi, giám đốc Lục đang họp. Tôi tìm anh ấy thực sự có việc gấp. Photo đi. Chị Tiểu Mai, cô ấy tìm giám đốc Lục. Cô tìm giám đốc Lục có chuyện gì sao? Tôi có chút việc riêng. Việc riêng thì để giờ nghỉ nói. Giờ đang là giờ làm gì? Tiểu Tiểu, đàn anh, giám đốc Lục. Tiểu Man, cô ấy là đàn em của tôi. Tiểu Tiểu, xem tới đây. Anh Lục, em có chút việc muốn nói với anh. Giờ anh có thời gian không? Xin lỗi. Tiểu Tiểu, ra đây với anh. Được. Xin chào, cho hỏi chị Gia Hân có phải không? Anh Hy họp xong chưa? Dân, đối tổng đang chờ chị rồi, mời theo tôi. Em thấy đồ uống của nhà tài trợ rồi phải không? Sao? Anh Lục, em tới tìm anh là muốn nói với anh. Chúng ta không có gì cả. Xin anh đừng hiểu lầm. Tiếu Tiếu, anh biết giờ em không thích anh, nhưng thế nào ảnh hưởng việc anh thích em, theo đuổi em, đúng không nào? Không phải, với lại anh tin sẽ có một ngày em hiểu được. Anh thật lòng với em. Nhưng anh in hình hoạt hình của tụi mình lên đồ uống, nhỡ mà bị đồng nghiệp khác ở công ty phát hiện, hiểu lầm thì sao chứ? Sao có thể hiểu lầm được? Anh đang muốn cả thế giới biết anh thích em dù Tiếu Tiếu. Nhưng mà em không thích anh. Rõ ràng anh biết hai công ty đang là đối thủ cạnh tranh, ngộ nhỡ bị đồng nghiệp phát hiện, anh có nghĩ tới lập trường của em ở công ty không? Xin lỗi Tiếu Tiếu, do anh suy nghĩ không chu đáo. Anh tưởng, anh cứ tưởng em sẽ vui. Anh Lục, đừng như vậy. Em luôn xem anh là đàn anh tốt, bạn tốt. Em chỉ không mong anh hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Được rồi, anh nói rồi. Anh tin có một ngày em hiểu được. Anh thật lòng với em. Anh Lục, những gì muốn nói em đã nói xong rồi. Tạm biệt. Tiếu Tiếu, em chờ anh với. Đối tổng, vào đi. Ánh Hy, lâu rồi không gặp. Chị Gia Hân, lâu rồi không gặp. Lại xinh hơn nhé. Vẫn khéo nói như vậy. Ngồi đi, được. Chị, sao chị đột nhiên tới Trùng Khánh vậy? Không nói trước gì hết. Để em còn bài trận cho đón chứ. Để nhà tranh Bori của em được bừng sáng. Mấy năm không gặp, từ khi nào lại dẻo miệng như vậy? Tới Trùng Khánh có vài việc cần xử lý, vừa hay ghé thăm em. Chào đón. Tiểu Man, cô đưa Rita tham quan đi. Được, thưa đối tổng. Sao vậy? Bình Định Thăng gặp vấn đề à? Đúng vậy. Giờ tập đoàn vận hành rất gian nan, mà thỏa thuận cũng sắp đến hạn rồi. Có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chị, đừng gánh một mình nhé. Chị cần giúp gì thì cứ tìm em. Chuyện tập đoàn thì không có, cơ mà em có thể giúp chuyện khác. Chị nói đi, em ghi lại ngay. Không có chuyện gì mà đối Ánh Hy này không làm được. Giúp chị tìm Gia Hằng. Tìm Gia Hằng? Gia Hằng đến Trùng Khánh sao? Lần trước chị nhắn tin cho em là em đã nhắn tin cho Gia Hằng. Rồi thì Gia Hằng cũng không trả lời. Gia Hằng tới Trùng Khánh lại không tìm em đầu tiên sao? Không có. Anh Lục, đừng đi theo em nữa. Những gì cần nói em đã nói rồi. Anh còn muốn em thế nào? Anh chưa nói xong mà. Tiếu Tiếu, em chờ anh. Em khoan đi đã. Em chờ anh. Anh Lục, buông em ra đi. Em nghe anh giải thích đi. Còn giải thích gì nữa? Những gì cần nói em đã nói rồi.